mình sẽ lấy cái màu pha màu này ha, đây là màu hồng cam sữa, thì mình xử lý cái bô thâm này. Các bạn hãy thiết kế khuôn viền cho người ta trước nhé, nhưng mà mình đừng ly khuôn ha, cam này không ly khuôn vì họ yêu cầu là môi xí muộn. Rồi cái bài mà hướng dẫn vẽ môi mình sẽ để dưới phần mô tả nhé. Đó, bắt đầu mình sẽ khử thâm môi này. Hôm qua các bạn học trò hỏi là thầy ơi làm môi máy pro được không, thì đây hôm nay mình sẽ làm máy pro cho mình xem ha, để chứng minh là máy nào mình cũng thể làm môi được nhé. Đấy là môi của khít tay nha, biết phim và khít tay nhé. Chưa, màu bật tông luôn ha. Nếu như mọi người đánh nó không bật lên được cái tông cam ấy, nó vẫn là cái tông hồng xịn xịn, thì mọi người phải xem lại cái mực khử thâm nha. Mọi người đánh nối 50% hoặc 70% thì mình nhé, đừng nối xa ha. Đánh hơi khít tay một xíu đối với khử thâm. Khi mình vào màu thì mình đánh thật khít nhé. Miết kim nhấc hai đầu nhẹ này. Đánh ngang kết hợp đánh xéo.
Khi làm mọi người đừng nhẹ quá nhé. Nếu mình như chai luôn này hả? Ừ, thế ạ, rất là nhanh bám nhé, mặc dù chỉ là máy pro thôi đấy, rất là nhanh, trong mấy phút là xong phần tươi môi rồi. Thì mình cũng sẽ làm như vậy tương tự đối với những phần còn lại nhé. Ok rồi, sau một lượt mình đi màu vừa thâm nó sẽ lên bật lên cái tông như này. Thì bây giờ là mình sẽ tiếp tục mình vào cái màu đỏ đỏ này, mình mix thêm ít màu vàng xanh vào để mình vào cái phần lòng môi. Sau đó thì mình sẽ hướng tới một lần tiếp nha. Và bắt đầu mình sẽ vào cái phần lòng môi này. Tác lực không, tác lực nhé. Lòng mình thật kít nhé, thật kít, nhất kim thật kít. Cái này. Sau khi mình đã làm lòng, mình đã vào hai lần cái lòng môi cho no rồi nhé. Thì tiếp tục mình sẽ đánh thêm một lớp viền môi nữa. Nãy là mình đã đi một lớp viền môi rồi, bây giờ mình sẽ đánh thêm một lớp viền môi nữa cho bật tông hẳn lên nhé. Là sẽ xong cái ca môi này thôi.
đúng rồi ạ, đang nóng quá. Thấy chưa? Bánh mật tẩm lên mọi người nhé, cho mực phủ kín cái mồi luôn. Với mồi này mồi thân nặng ha. Nghe này, xong rồi vào đánh cái lòng mình phải đánh xéo nó sao. Đấy, để nó hòa tan lại cái phần lòng mà gần mình với mới ăn ha. Quay góc thẳng em. Khi làm môi mình sẽ loại bớt những động tác thừa đi thì nó sẽ rất là nhanh. Và lưu ý là cái lực tay mình đừng có đi nhẹ quá, rất là lâu nhé. Nửa bên trên rất là tươi đúng không? Rồi tiếp tục làm phần còn lại ha, là xong.